Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tiếp nhận tiền hiện vật của một số cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đó, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh đã ủng hộ 20 triệu đồng, Hội Công chứng viên tỉnh ủng hộ 11 triệu đồng, Hộ Nông dân xã Phùng Hưng huyện Quái Châu ủng hộ hàng hóa, lương thực, thực phẩm trị giá 15 triệu đồng. Được biết, từ khi phát động đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tham gia và vận động các mạnh thường quân chung tay ủng hộ tiền và hiện vật cho công tác phòng chống dịch COVID-19 các cấp trong tỉnh với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.